một người chinh chiến hàn. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim em. Em hy sinh trả lại anh, bỏ lại anh, ép gai sắc với lấy hào sâu. Lối châu mai với những địa lối đã bao phen máu anh thuôn, chỗ còn lại đến mãi hay giờ. Trả súng đạn này khi sạch nợ sông nuôi rồi. Anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào. Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu, với cây đa khóm chúng hàng câu, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh nên trở thành quê. Dạ, kính thưa quý vị, tiếp theo là em sẽ tìm đến nhà của chú Tường bị mất một chân. Chú Tường hớt tóc theo sự chỉ dẫn của chú Dũng. Đây là cái ngõ sau lưng của bưu điện Ninh Hòa. Căn nhà có cái mái ngói sụp sụp đây thưa quý vị. Anh chăm hỏi nhà của chú Tường hớt tóc đúng không anh? Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Chú Tường ơi! Anh đi nói gì không anh? Dạ kính thưa quý vị, phía trước quý vị đang nhìn thấy đó là quán bánh canh hẹ nổi tiếng ở Ninh Hòa, Vạn Giả. Thì đây là một cái thương hiệu mà phải nói lan tỏa khắp Việt Nam đó quý vị. Bánh canh hẹ ngay cái chỗ đường Trần Quý Cáp, góc ngã tư đường Trần Quý Cáp và đường 2 tháng 4 thưa quý vị. Và em sẽ tìm tới ngôi chùa và nơi của chú Tường hớt tóc. Chú Tường bị mất một chân, ngày xưa đi lính thuộc sư đoàn 22. Dạ bên đây rồi, chắc là chú Tường sẽ rất là bất ngờ. Dạ con chào chú. Dạ như con này thì hớt cái kiểu nào là hợp? Chỉ có cạo đầu cạo thôi ha. Thì hớt caro de mi đó. Caro de mi. Ờ thì cọ đó. Đầu cạo luôn hả? Là đinh một phân hay ba phân? Một hai phân cũng tùy thích à. Dạ chú là chú Tường đúng không? Ủa sao không biết hay vậy? Dạ chú hớt tóc ra là bao nhiêu năm rồi chú? Chú che này 68 tuổi. Thì hớt này cũng bốn mấy năm, ở đây hớt mười mấy năm nè. Dạ dạ. Tại trên kia hớt lâu hơn. Trên kia đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh á. Dạ. Ta mở đỡ lên thì sẽ, mở đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh ta lên thì sẽ. Thì dở quán về đây. Làm dạ. Đây cũng được mười mấy năm nữa rồi. Mười mấy năm rồi. Có khách đều đặn không? Trước kia thì có, nhưng mà sau này do chân cẳng nó đau nhức độ, nó sưng đó. Dạ. Nó nghỉ nhiều. Nghĩ nhiều thành ra khách giờ cũng ít. Dạ dạ. Ừ. Thưa chú ha, hồi nãy á con có nghe một chú đó là chú Dũng á. Chú biết chú Dũng không? Dũng nào đâu. Chú Dũng mà thương phế binh hồi có bà vợ bán bánh căn á. Chú đó chỉ là qua chú Tường hớt tóc đẹp lắm. Dạ. Vậy là thường một ngày thì chú hớt tóc là chú thu nhập được bao nhiêu tiền chú ha? Hả? Một ngày chú hớt tóc thì thu nhập được bao nhiêu tiền? Trước kia thì còn tạm tạm, chứ giờ coi như khách đồ ít rồi. Dạ ít khách rồi hả? Giờ ta hớt tóc vô shop không rồi ha? Dạ thì vậy, vô phòng lạnh shop không, chứ còn chú thì làm cũng ngồi trời gì, đó, đơn con dạ. Gì. Thành ra trời nắng nóng cũng khó. Thưa chú nha, hôm nay nè, được sự giới thiệu của chú Dũng.
chú Dũng là thương phế binh của chế độ trước đó. Thì con vừa mới tặng quà cho chú Dũng và con tìm tới đây tìm chú Tường để hỏi thăm chú Tường và cái ngày xưa chú Tường đi lính năm nào. Đi lính hả? Dạ. Năm 1974. Có phải là sư đoàn 22 không? Hà Siêu An Đồng Đế Nhà Trang kìa. Dạ. Rồi đưa ra tiểu đoàn 215 ở ngoài Bình Định. Dạ. Rồi chú bị thương năm nào á? Bị thương năm 1974. Tại chi khu Hội Nhơn. Dạ. Hội Nhơn, An Nhơn, Bình Định đó hả? À. Dạ. Rồi từ đó tới giờ là chú có lập gia đình rồi không? Trời ơi, chân cản gì không lập được. Dạ. Là tại vì hầu về là coi như cái chống cặp nạn trong nhà đi ra đi vô. Thành ra đâu gặp ai đâu, nói có vợ. Ở miết tới giờ coi như neo đơn luôn. Rồi nghe nói có người em gái nữa đúng không? À, thì cũng có anh em chứ. Dạ. Dạ rồi, hôm nay có một cái điều bất ngờ cho chú ha. Dạ hôm nay có duyên con được gặp chú. Và con là nhịp cầu nối gửi quà từ những mạnh thường quân ở bên nước ngoài gửi đến cho những chú bác là thương phế binh của chế độ trước. Mỗi người được $50 và trong đó có chú Tường. Dạ. Con xin phép được thay mặt chú Khánh bên Mỹ tặng cho chú $50. Đây con mời chú. Chú có thể cho quý vị được biết là ngày xưa chú đi lính năm bao nhiêu tuổi, rồi năm bị thương, rồi bị thương ở đâu, và đặc biệt là cái số quân nhân của mình ha. Năm 1974 đi 18 tuổi. Dạ. Là hầu đang học mà. Đang học lớp 11. Rồi. Trường nào chú, trường nào? Trường Đức Linh trên chỗ góc góc ghe đó. Dạ dạ. Bây giờ là nhà trẻ gì đó. Dạ. Đó. Bị thương trong trường hợp nào vậy chú ha? Bị thương là lúc đó là coi như bữa đó là đi với xe tăng đi trước. Rồi chú đi sau. Kẹt tiểu đoàn chú đi sau á, xe tăng đi trước, chú đi sau nó thôi được này chết rồi. Rồi đó thì con quản viên bị cái chân nè. Dạ dạ. Tù kè trọn nó quýnh lớn lắm, quy tưởng nó chết rồi, giờ té ra cũng còn mây hồn đi về đây. Trọn nó quýnh lớn rồi. Dạ. Chú cố gắng giữ sức khỏe nha. Cảm ơn. Thường thường là chú có bị đau nhức đồ gì không? Thì nó sưng chân mấy năm trước, tới năm ngoái sưng nằm viện. Dạ. Năm nay may mắn là không bị. Dạ rồi chú đợi con chút nha. Cái này là thêm một phần quà nữa. Đây là cái gel á, để trị đau nhức khi nào mà chú sưng đau ở đâu á. Nhất chân, nhất cẳng hay nhất tay gì đó. Thì lấy tha lên rồi mình thoa đều lên ha. Cảm ơn con. Dạ. Cái này là phần quà của chú Khánh gửi đến chú là $50. Dạ, tình huynh đệ chị Binh. Dạ. Chú Khánh gửi cho chú. Dạ. Hôm nay bất ngờ không? Bất ngờ lắm. Quá bất ngờ luôn ha. Bất ngờ. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ. Chú Tường nha. Dạ nhớ giữ sức khỏe. Rồi. Chú còn điều gì muốn chia sẻ nữa không? Chú hả? Dạ. Chú thì cuộc sống cũng còn khó khăn phía trước. Giờ đó mà sợ tới mùa mưa gió đây chú cũng phải lũi ở nhà chứ làm sao đi đâu mà nó làm gì được. Đó. Nó thành ra mùa mưa gió sắp tới đây chú lo âu ra. Một ngày là mình hớt tóc là chắc đủ tiền ăn ha? Đủ tiền ăn mình không? Mấy bữa rầy coi như không làm sao được. Chú lo chú nó cầu vô kiểu này cũng chết kìa. Dạ. Đó, thì trời nắng mà không làm gì được thì mùa mưa cái nước chết luôn. Dạ, dạ. Vậy thôi cố gắng nha chú nhân, khi nào con có điều kiện thì con trở ra con gặp mấy chú tiếp. Rồi, rồi. Dạ, giờ con xin phép con về. Rồi, rồi, cảm ơn. Dạ, con chào chú. Dạ. Vậy là con ở trong Nha Trang hả? Dạ, con ở trong Nha Trang. Dạ.
Chào chú nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, kính thưa quý vị, tiếp theo em đang ở thôn Cát Lợi ở xã Vĩnh Lương thưa quý vị. Và ở đây là cái chỗ bến neo đậu tàu thuyền của bà con. Phía xa xa kia là cái chỗ chợ cá mà buổi sáng sớm á, bà con hay những chiếc ghe cập về đây rồi thu mua cá ngay tại đây thưa quý vị. Một buổi chiều tại thôn Cát Lợi xã Vĩnh Lương, và ở nơi này em sẽ đi tìm theo một sự chỉ dẫn của một vị khán giả đã bình luận trên cái video mà vừa rồi đó quý vị. Đó là em đang đi tìm ông Chín Cu. Ông Chín Cu là con hỏi thăm mấy cô ở đây ạ. À, con chào cô. Cho con hỏi thăm ông Chín Cu là nhà ở đâu vậy cô? Ở trên, chưa tới nhà hả? Dạ. Nhà mà trên chỗ Cát Lợi là chỗ con đường cua đây nè, đi lên. Dạ. À, hồi nãy giờ chưa có tới rồi hả? Dạ, giờ con mới đi. Dạ. Ủa? Cô ơi, còn ổng ở nhà. Dạ. Chào là phía trên kia con ha. À, cái đường luồng đó đi lên. Dạ, dạ. À, giờ con cần cô dẫn đi em. Dạ, đi, đi luôn cho vui. À, đi. Phải. Cô là có quen biết với ông Chiến Cu không? Tôi là em ổng nè. À, dạ. Dạ. À, có con gái tôi kia xuống kìa. À, con gái của ông hả? Con gái tôi, con gái tôi. Dạ, dạ. Chị, kiếm giùm em ông Chín đi. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi những bà con ở đây tìm giúp em ông Chín, thì em sẽ đi một vòng ở khu vực cảng ở bên Cát Lợi này để quý vị cùng theo dõi. Và cũng được biết rằng là cũng có khá nhiều những cô chú anh chị ở xa quê hương đã xuất thân từ thôn Cát Lợi này. Nhân tiện đây thì một chút hình ảnh ở đây sẽ chia sẻ đến quý vị. Đây là một căn nhà xưa thưa quý vị. Sáng là tàu cá hay cập vô trong đây, rồi bà con thu mua cá ở đây. Thấy bà con làm nghề mộc cũng có vài người đó, còn hầu hết là xóm làng chài. Em sẽ đi bộ ra cái chỗ đây xem thử như thế nào ạ. Phía xa xa có mấy em bé đang tắm biển. Có vẻ như mấy em ở đây đã quen rồi. Đây là cầu cảng thưa quý vị. Phía trên kia đó là con đường quốc lộ. Lương Sơn là nằm ngay góc bên kia. Đây là mấy cái chiếc xuồng nhỏ nhỏ đây thưa quý vị. Đây bà con hay đi ở đây. Ở đây là một cái bờ kè trắng sóng. Chỗ cái bãi tắm này chắc chiều lại cũng có nhiều bà con tắm biển.
Dạ rồi, con chào chú Chín ha. Thưa chú Chín, vừa rồi là con có làm một cái video về YouTube đó, là con đi tìm kiếm những chú bác là thương phế binh, lính của chế độ trước, thì sẽ có những cái phần quà gửi đến cho những chú bác thương phế binh. Và cũng có một vị khán giả có để lại một cái bình luận, đó là ở thôn Cát Lợi, đi tìm đến nhà, con xin lỗi trước, tìm tới nhà của ông Chín Cư, thì hỏi thăm ông, thì ông là một thương phế binh của chế độ trước đó. Thì bây giờ có chú ở đây, thì con xin phép được hỏi thăm chú một ít thông tin ha. Chú có thể kể một ít về mình được không ạ? Kể về lý do sao? Dạ, chú kể tên đầy đủ của chú nè, rồi ngày xưa đi lính năm nào, số quân nhân của chú là số mấy, rồi bị thương ở đâu và trong cái trường hợp nào? Tôi là võ cư, sinh 1950, ngày 15 tháng 7, là ở thôn Cát Lợi, xã Lương, phố Trang, tỉnh Khánh Hòa, đi lính là năm 68, giải ngũ 74. Là thương phế binh 65%. Khi tôi giải ngũ về là tới nay. Là giải ngũ trước tháng 4 năm 75. Trước. Tháng 4. Năm mình bị thương ở đâu ạ? Ở Đắc Tô. Đắc Tô. Là trong là bị chỗ 72. Mắt, bị bên mắt đây. Mã số quân nhân của chú là số mấy? 50 xiệt 405641. Dạ, hồi đó chú đi bên đơn vị nào hả? Địa phương quân, khi đôn quân đi lên Đắc Tô với Tân Cảnh, rồi về khi về Con Tum, ngày tán hàng á, năm 72 tán hàng á, về Con Tum cố thủ, quân thực xong rồi 72 bị thương, một mắt là giải ngũ, 74. Dạ, tức là năm 72 mình bị thương rồi nằm ở trong cái quân y viện hả? Đến năm 74 mới về. Nằm bệnh viện Con Tum, rồi Lá Câu, rồi về Nguyễn Huệ, Nha Trang này. Giải ngũ. Rồi cuộc sống của chú bây giờ là như thế nào chú ha? Coi như cũng không có làm gì nữa. Dạ. Bây giờ tôi là bệnh tim, hở van tim bao nhiêu năm nay rồi không có làm gì. Bây giờ huyết áp nữa. Rồi sau cái đợt năm 75 thì chú làm gì? Giải phóng tới có làm công nhân, công ty dược á. Công ty dược chỗ Đồng Đế. Mấy năm rồi coi như là giảm biên chế. Đầu tiên giải phóng tới là đi hút rác. Hút rác công ty vệ sinh nè. Xong rồi mới chuyển qua công ty dược làm mấy năm nữa, rồi coi như giảm biên chế. Nó thôi giờ thôi giờ. Cái chỗ thôn Cát Lợi này là gia đình của chú ở đây từ xưa đến giờ luôn hả chú? Từ xưa giờ luôn. Dạ. Dạ. Hồi khi mà lập làng tới giờ. Rồi hồi đó chú có lập gia đình không? Chưa. Đi lính rồi mới lập gia đình năm 70 đi lập gia đình. Ừ, 69 rồi 70. Tôi đi là năm 68. Dạ. Xong rồi 69 mới gặp bà xã, 70 mới có con, rồi thấu mía tới 72 rồi bị thương, rồi 74 giải ngũ. Dạ. Giải ngũ thấu giờ. Dạ rồi, thưa chú ha, con làm cái chương trình này là chỉ với một cái mục đích duy nhất thôi. Đó là giúp đỡ những chú bác là thương phế binh mà còn đang có mặt ở tỉnh Khánh Hòa của mình. Thì có thể ở đâu đó, thì có cơ duyên được gặp chú và những chú bác khác. Và kính thưa quý vị, những chú bác mà con chưa có tìm tới được á, thì nếu chú bác nào có coi được video, hãy cho con một cái tin nhắn hoặc là một cuộc gọi về cái số 0906 499 845, số của con, để liên lạc với con. Con sẽ ghé thăm và có thể là có những phần quà yêu thương đến những cô, những chú bác đó, và hoặc là làm cách nào đó con sẽ gửi thông tin của chú bác để chú bác có thể nhận được những phần quà sau này ha. Và hôm nay thưa chú Khánh bên Mỹ gửi tặng cho những huynh đệ chị binh, những chú bác là thương phế binh, $50 mà con cũng đã đổ ra thành tiền Việt rồi. Con xin phép được tặng chú $50. Cũng không có gì, gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị nước ngoài đã ủng hộ cho gia đình chúng tôi, nên cũng cảm ơn.
Dạ, chú Khánh Vinh Mỹ ha. Và một bạn nữa là bạn gái, bạn Thúy hay bạn Thủy gì đó. Tặng chú một cái chai gel trị đau nhất. Khi nào mà mình đau nhất cái chỗ nào thì mình tha lên, trúng thoa đều lên. Trúng thời điểm. Dạ. Trúng thời điểm luôn hả? Tôi cũng cảm ơn cô gì, cô Thúy hả? Dạ. Thôi, gia đình tôi rất cảm ơn cô Thúy. Tôi cũng đang lúc đâu món quà quý giá tôi đang cần. Đó, tôi là một sách thuốc không ở đi. Thuốc không hả? Mười mấy ngày giờ này. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, những chú bác thương phế binh hiện nay đó thì hầu như ai cũng có bệnh trong người hết. Và dạ, dạ rồi, dạ thuốc chị tim không ha. Dạ, ở thôn Cát Lợi mình hồi xưa giờ có cái gì vui không vậy chú ha? Cũng đâu có cái gì vui, cũng dân dã làm ăn cũng qua ngày không chứ không có gì vui. Dạ. Bây giờ cũng còn được mấy người chứ cũng chết bộn rồi, ở làng này cũng nhiều lắm mà cũng chết hết rồi. Dạ. Bây giờ ở đây còn tôi với ông trước kia, ông nằm, ông đuôi mắt hết rồi, ông nằm đây mấy năm rồi. Mà cái bác đó là cũng là thương phế binh luôn hay sao? Ổng thương phế binh mà ổng loại 2, hồi đó ổng có lương. Dạ. Ừ, ổng có lương. Là có đi lính chế độ cũ. Đi lính. Rồi ổng bị thương cái... thời đó hay là sau này mới bị? Hồi đó. Rồi bây giờ là ổng mới bị mù. Cái hồi đó ổng cũng được giải ngũ, mà ổng giải ngũ loại 2, không có lương như tôi. Dạ, tôi dạ. Thì 65% là có lương. Đó. À, dạ. Vậy thôi, dạ. Con chỉ còn có một phần thôi, con để dành cho một cái trường hợp ở chỗ đường Lê Lai đi. Dạ. Dạ. Rồi, vì tôi cũng thành thật cảm ơn. Dạ, chú. Không có gì. Con cảm ơn chú rất là nhiều ha. Sự cảm ơn này gọi là cảm ơn anh đó. Dạ, dạ, cho phép người dùng tôi cảm ơn anh. Dạ. Rồi, con xin phép chào chú, chúc chú nhiều sức khỏe, bình an. Chúc cô ha, chúc con nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Dạ rồi, con xin phép gia đình. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay, và em xin phép được khóa sổ luôn, tại vì em chỉ còn có một cái phần quà duy nhất thưa quý vị. Và hôm nay em xin được phép gửi tặng đến chú Nguyễn Quang Phước ở bên đường Lê Lai. Và sau khi em tới đường Lê Lai, em hỏi thăm những quý cô chú đã cho em thông tin đó, thì đã tìm được đến khu nhà trọ của chú Phước. Và quý vị đang nhìn thấy phía sau lưng em, đó là nghĩa trang của Chợ Mới. Chắc hẳn là những người mà đã từng sinh sống ở nơi này từ rất lâu đó thì sẽ biết được và nhớ lại cái nơi này thưa quý vị. Và trong này là dãy nhà trọ mà chú Phước đang sinh sống ở đây. Thì nghe nói là chú Phước cũng là một thương phế binh và chân cẳng rất là yếu. Chú năm nay cũng 73 tuổi rồi thưa quý vị. Và bây giờ xin phép mời quý vị hãy cùng đi với em vô tham quan nhà của chú ạ. Dạ, kính thưa quý vị, đây là cái phòng trọ. Và đặc biệt luôn, kính thưa quý vị, chú Phước cùng với lại hai chú nữa, đó là huynh đệ chi binh, và đang ôn lại kỷ niệm xưa. Tại vì tuổi già ở một mình, đơn côi, lâu lâu thì có bạn ghé thăm, cho nên là những cái vấn đề mà làm vài ly thì cũng hết sức là bình thường thôi. Mong quý vị thông cảm ha. Dạ, con chào mấy chú. Dạ, cho phép con ngồi được không ạ? Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, đây là chú Phước. Chú là cái gì Phước ạ? Lê Quang Phước. Dạ, chú Lê Quang Phước ha. Dạ, con chào mấy chú ha. Chú có thể cho con biết tên được không ạ? Tôi ấy cái tên là Lưu. Dạ, dạ con bác ạ. Tôi là tên là Minh. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thưa mấy chú, hôm nay nè, con được sự gửi gắm của chú Khánh bên Mỹ. Ban đầu chú gửi về cho con là 1.000 đô la Mỹ để dành tặng cho những chú bác là thương phế binh của chế độ trước đó. Thì con cũng đã gửi một số người rồi. Thì còn lại phần cuối cùng con xin gửi đến cho chú Phước ha. Thì con hỏi thăm chú Phước là chú có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Tên đầy đủ của chú nè, rồi chú đi lính năm nào, rồi bị thương năm nào, và số quân nhân chú còn nhớ hay không ạ? Con mời chú. Tôi đi lính năm 69, tên là Lê Quang Phước, số quân người đâu qua hết nhớ rồi. Số quân nhân nó quan trọng lắm. Số quân nhân là
hình như là 70138908 thì phải. Dạ. Nếu nhớ. Ở đó chú đi bên đơn vị dù. Nhảy dù. À, đánh bên Campuchia bị thương 3 lần. Dạ, bị thương năm nào chú ha? Bị thương năm 69 là bị thương 2 lần. Dạ. 70 thì bị thương 1 lần. Rồi về nằm viện 1 năm trời rồi xuất ngủ luôn. Dạ, giải ngủ là năm 70 luôn. Năm không, dạ bữa năm 72 lần. Dạ. Rồi chú có thể giới thiệu về những người bạn của mình được không chú? Đây giới thiệu đây là... Để tôi nói luôn nha, tôi là... Đây, dạ. Tôi cũng là lính gia đình cũ, tôi là sĩ quan thiết giáp gia đình cũ. Wow. Ông này sĩ quan dù. Sĩ quan luôn ạ? Ông này sĩ quan bộ... Địa quân. Dạ. Thì ba anh em cùng là chiến hữu hồi xưa hết. Tôi hồi xưa đó cho thiết lộ 14, chiều đồng 3, đóng tam quan Bình Định. Mùa hè đâu nữa tôi dính ra đó luôn. Dạ. Bị thương một lần. Cháy tay nè. Nám mặt. Giờ về cũng đi làm bình thường thôi. Lâu lâu mấy anh em rủ nhau lai rai. Dạ. Sao mình không có chú không có đi viện HO ạ? À? Mới có thiếu quý rồi đây, trung quý mới đi được lắm. À dạ. Trung quý à. Trung quý ra là. Cho thiếu quý đi chưa được. Dạ. Hồi đó chú trở qua quân trường nào chú ha? Tôi học ở Thủ Đức. À, chuẩn bị Thủ Đức hả? Sao mà tôi về thiết giáp tôi học, có căn bản thiết giáp khóa 38. Dạ. Học chung với tụi bảo vệ luôn mà. Vậy là trải qua chỗ Quang Trung rồi ha? À. Dạ, dạ con mời chú. Đức. Dạ. Thôi tôi cũng không có gì đâu. Tôi là cũng lính hồi trước, vậy thôi. Làng vàng ở trong địa phương, bên Phan Thiết, vậy thôi. Dạ, dạ. Dạ kính thưa quý vị đang nhìn thấy căn nhà cũng khá là tối, có mở đèn rồi đó quý vị. Nhưng mà tối lắm và chú Phước hiện tại thì chỉ đang sinh sống có một mình thôi. Và nghe nói là mới mất một chiếc xích lô nữa, chú là đạp xích lô đó quý vị. À, mất chiếc này là chiếc thứ hai rồi, chú Phước có thể chia sẻ gì đó thêm không ạ? Thôi được rồi, chị được rồi. Chia sẻ giờ chú cũng mong biết rồi, chỉ là bây giờ tôi cũng về hưu rồi, 70 mấy tuổi rồi. Cái là chân... không đạp xích lô nữa ha? Cái chân bây giờ nó càng xuống cấp, nó đi cà lết cái bị thương này, cái chân bị thương nó bây giờ đi cà lết cho đâu có... bây giờ đạp thì cũng đâu có cái gì đâu mà đạp. Dạ. À, hội chở hàng không mà chứ không có chở khách du lịch du liếc. Dạ rồi. À, dạ. Bây giờ thì con sẽ làm nhanh thôi để tránh gián đoạn cái cuộc vui của mấy chú ở đây. Dạ. À, thưa chú Phước ha, con được sự gửi gắm của chú Khánh bên Mỹ đó, tặng cho chú là $50 và con đã đổi ra thành tiền Việt rồi. Con gửi đến chú ha. Cảm ơn, nhắn cảm ơn chú Khánh, không có giúp đỡ, xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Dạ và con kính thưa mấy chú, ngoài cái phần quà dành cho chú Phước ngày hôm nay, thì con còn có 3 cái chai gel. Mấy chai gel này là chị đau nhất đó. Khi mà mấy chú có đau nhất ở đâu á thì mình tha lên chỗ cái chỗ đau á, mình thoa đều lên, mình tán đều lên thì nó sẽ giảm đau cho mình. Và đây là 3 cái chai con tặng luôn đến 3 chú. Dạ, chú chia sẻ ra giùm con nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ không có gì. Dạ dạ con xin phép mấy chú. Chân gãy cái ngày xưa chú bị thương á, cái còn đạp xích lô được. Phải không? Bây giờ lâu quá dịch bệnh rồi nó không có xích lô mất là đạp được, bây giờ tao nó xuống cấp rồi đi cà lết mấy hồi kia đi cũng dở lên được, bữa nay đi cà lết cà quẹt rồi. Nó đứt cái dây tọa cốt á. Dạ. Chứ còn bị thương trong bụng thì khỏi nói, chỉ trừ cái tim thận ra không dính đạn nữa, còn như dính đạn hết. Dạ. Xương sống cũng dính luôn. Dạ. Nhưng bây giờ thì tự nhiên là nó có cái chiều hướng là nó đẩy ra cái mảnh nó vô trong cái xương sống á. Không mổ được vì bác sĩ nó còn có gem nữa là nó chạm xương sống là nó liệt không dám mổ, rồi bây giờ tự động thời gian đâu là nó đẩy ra nó bao thành một cục như viên bi á. Rồi mấy hồi kia mà nó chưa nó còn nằm trong đó, mỗi lần mà trở trời nó chịu không có nổi, nó nhức chịu không có nổi luôn. Nhưng bây giờ thì trời thương cũng vậy rồi, nó đẩy ra được rồi thôi, khỏe rồi. Dạ. Giờ nó cũng còn hơi thôi. Dạ. Dạ đến đây thì con cũng không làm phiền mấy chú nữa, để mấy chú vui chơi ha.
Dạ không được rồi, con còn đi làm nữa. Dạ. Dạ chúc mấy chú luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Dạ, con xin phép ha. Cảm ơn. Dạ kính thưa quý vị, rất là vui khi tuổi già mà có những tình huynh đệ chi binh luôn luôn gặp mặt thường xuyên. Mười mấy năm nay rồi vẫn giữ bình thường như vậy đó. Dạ mười mấy năm nay rồi thưa quý vị. Gần 20 năm mà còn bây giờ hàng 70 trở lên không à? Dạ hàng 7 hết rồi. Ngày xưa ba con là lính hải quân. Nhưng mà chỉ là bên lái xe thôi, lái xe RMC ở ngay trung tâm huấn luyện hải quân ở Duy Tân á. Dạ. Dạ rồi con xin phép mấy chú mới ha. Dạ con chào. Dạ. Dạ không có gì ạ. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, một chút chia sẻ ở trong buổi chiều ngày hôm nay, và em xin kết thúc những cái phần về những chú bác là thương pháp binh, và em xin được nhắc lại một lần nữa thưa quý vị. Mục đích của em làm những cái video này chỉ là làm một nhịp cầu kết nối yêu thương, mang những phần quà gửi đến những chú bác để những chú bác này có thể là hưởng niềm vui của tuổi già, để biết được rằng ở đâu đó trên toàn thế giới những còn nhiều bà con quan tâm đến mình, không bỏ rơi mình, và một đặc biệt đó là tình huynh đệ chi binh. Xin cảm ơn chú Khánh rất là nhiều ạ. Dạ, và nhân đây thì cũng xin kính chúc hết tất cả những chú bác mà con đã gặp ở 5 phần video luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Và còn những chú bác khác chưa có duyên khi được con trò chuyện và thăm hỏi, thì xin mời những chú bác hãy để lại những cái dòng bình luận, hoặc là cho con biết thêm thông tin, địa chỉ, hoặc là gửi về cho con qua cái email phúclợi.violin@gmail.com, hoặc gửi qua Zalo, Viber qua số 0906 499 845, hoặc qua Facebook Phúc Lợi Lê, để con có thể được biết được đầy đủ thông tin của những chú bác, và hướng dẫn những chú bác có thể gửi những cái thông tin này đến với lại một cái hội thiện nguyện để chú bác được giúp đỡ nhiều hơn dành cho những người thương pháo binh. Đến đây thì em xin được kết thúc video này. Rất cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng em, cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Em xin phép được dừng tại đây ạ. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.